Chất âm của một vũ trường nổi tiếng đến từ Anh Quốc với cặp loa Watford Model NIX215FR, một trong những cặp loa khủng long nhất hãng, với trọng lượng nặng tới 1,5 tạ chiếc máy quay và công suất ở ngưỡng 2400/4800W tối đa cho cặp Watford NIX215FR, được mệnh danh là một cái vũ trường di động chiếc máy quay, sở hữu chất âm của giới sành chơi và sành nghe nhất, đặc trưng của dòng loa hàng nòi đến từ England, với chất âm vừa nghe nhạc lẫn vừa karaoke chuyên nghiệp. Trở kháng của dòng loa này nó hoạt động từ 4 cho tới 8 ohm và đặc biệt rằng độ nhạy cao tối đa lên tới 135 decibel, với thiết kế hai bát súp siêu trầm 40, hai trung âm 18 và một quả kèn siêu khủng trên cặp Watford NIX215FR đến từ Anh Quốc. Chúng ta sẽ thấy được giá trị đích thực trên cặp loa này. Tôi có thể nói với quý vị rằng từ bolero, trữ tình, nhạc vàng nó thể hiện cực kỳ là ngọt ngào, và đồng thời chúng ta nghe một vài giai điệu nhạc với tiết tấu nhanh và mạnh thì chúng ta có thể thấy được rằng chất âm của một vũ trường ngay trước máy quay, cho anh em cùng thưởng thức cũng như là cùng trải nghiệm cấu hình của tuyệt phẩm loa nổi tiếng này. Đây là những cấu hình lớn, nó có chất âm và uy lực mạnh hơn những cặp như JBL 525, 27, 25 bỏ xa rất là nhiều. Và tại sao lại như vậy thì chúng ta cùng theo dõi và quý vị cùng ngắm nhìn cũng như cùng thưởng thức, và quý vị sẽ có câu trả lời trong đoạn clip này với cặp loa còn đang bới nóng nành như khuy thùng. Hãy nguyện ước có nhau trọn đời. Bát xuống sâu thẳm lòng đất và mạnh như sấm. Đường huyết cao, tê tay, mở mắt, tiểu đêm, đừng bỏ qua video này. Sữa tiểu đường. Rằng tiếng bát thể hiện như tiếng sấm mỗi khi được cất lên bởi cặp Watford NIX215 với phong cách và đẳng cấp sang trọng, anh em cùng ngắm nhìn cặp loa số 1 tại Việt Nam, không thể đẹp hơn và không thể mới hơn. Với phần thùng gỗ ván ép siêu bền chống thấm nước và được phủ một lớp composite màu tím than, với đặc trưng của dòng Watford đến từ Anh Quốc. Nó rất là đẹp. Sở hữu chiều cao lên tới 1m3 cả chân trước máy quay, ngang 61 và sâu 50, nặng 150kg cả chân. Công suất cho cặp loa này ở ngưỡng 2400 trên tối đa 4800W.
xứng đáng với danh từ được gọi là một cái vũ trường di động trước máy quay cho cặp Watford NX215 còn đang mới và đẹp long lanh tới từng cm. Mặc dù rằng nó có cấu hình to lớn và nặng tới một tạ rưỡi, nhưng chúng ta có thể thấy được rằng nó rất đẹp và rất là sang trọng. Cấu hình này thì chắc chắn rằng bỏ xa chất âm của JBL725, hoàn toàn không có cửa để sao đọ về ba giải âm thanh bass, trung âm và treble. Đặc trưng với giải trầm của cặp loa này thì quý vị lưu ý rằng nó xuống rất là sâu những dòng loa của anh, và tôi sẽ phân tích rõ quý vị cùng ngắm nhìn. Với thiết kế hai quả bát siêu trầm, đường kính 40 cm, mang sóng gân và sở hữu gân vải form cong. Gân của nó là gân vải form cong, quý vị lưu ý nhé. Nó cho độ đàn hồi cực tốt. Đó, hai bát 40 xương đúc từ 20. Bốn cái ống hơi thở về mặt trước trên cái thùng cao to lớn. Bởi vậy chúng ta sẽ thấy được rằng đặc trưng dòng loa của anh thì khi được phân tần của nó rất là gấu nữa, thì nó mang lại cho giải trầm nó xuống sâu thẳm và nó rất là mềm. Mặc dù nó mạnh như một cái vũ trường di động trước máy quay. Đó, bốn quả bát này quý vị thấy rằng nó là quá khủng khiếp rồi. Những model được mệnh danh là vũ trường di động, áp dụng cho các căn phòng khách lớn, nhà hàng, quán bar hay vũ trường chuyên nghiệp. Phần bên trên là hai quả trung âm 18 cm. Trung âm của nó giống như BV đúc. Đó, gân cao su đúc và mũi của nó này, quý vị quan sát cái mũi không? Làm rất là kinh khủng và nó rất là đẹp. Đó, quan sát từ xa đi cho nó đẹp. Đó, hai trung âm 18. Một quả check can 30 x 20, củ thừa của nó rất là lớn, lớn gần bằng miệng loa. Tổng thể của cặp loa này cả chân thì nó nặng tới một tạ rưỡi. Quý vị thấy không ạ? Công suất 2400, tối đa là 4800W, trên độ nhạy cao tối đa tới 135 dB. Đối thủ thực sự rằng để nói rằng ở phân khúc giá tiền của những cặp loa này thì rất ít, quý vị lưu ý ạ. Rất là ít đối thủ để xứng tầm sau đó. Chất âm thì chúng ta miễn bàn rồi, loa của anh những cặp nòi này thì bản chất nó đã rất là nổi tiếng rồi. Đó, hai cái tay cầm bằng thép trên và dưới, nó có bốn cái tay cầm. Đó, chúng ta cầm di chuyển phía sau lưng này. Mướt luôn ạ. Thậm chí rằng tem phía sau của nó còn nguyên luôn này. Watford Faro NX215FR 1200W. Nó có 3 mức quý vị nhé. Trên một chiếc loa này 600, 1200 và 2400W tối đa. Trở kháng 4 ôm và 8 ôm. Ghép 7 vàng mic, nhắm mắt ghép thì cũng phê. Đó, thông số thì tôi đã lướt rồi. Như vậy chúng ta có thể thấy được rằng đó là quá kinh khủng rồi. 2400W tối đa thì nó là 4800W cho cặp loa này. Mạnh không ạ? 725 anh em đứng cạnh cặp loa này thì ngắm không thì đã bỏ xa luôn rồi. Đẳng cấp sang trọng. Với cấu hình này nó bỏ xa hơn rồi. Và chất âm thì có lẽ là còn bỏ xa hơn rất nhiều, trong khi giá tiền tốt hơn rất nhiều. Chúng ta chọn gì? Trong đoạn clip này thì tôi đang phối ghép cho cặp Watford khủng này. Con đẩy vương miệng. Công suất của nó là 2800W để đảm nhiệm cho cặp loa khủng nông. Vàng mic xịn sò luôn. Mic vang C71V và mic UR30D của hãng Shure. Đó, đẩy vương miệng. Chạy 40 con sò, nó là khủng khiếp. Chúng ta có thể thấy được rằng với cấu hình của cặp Watford NX215FR đến từ England, với đẳng cấp của một cái vũ trường chuyên nghiệp cho vừa nghe nhạc lẫn vừa karaoke. Tại sao lại gọi là vũ trường chuyên nghiệp? Có lẽ rằng khi tôi phân tích phần thông số và dữ liệu của cặp loa này cũng như cấu hình thực tế, quý vị đã thấy được rõ cặp loa còn mới và đẹp, long lanh tới từng cm, thể hiện xứng đáng tới từng đồng tiền bát gạo khi mà chúng ta có cơ hội sở hữu những cặp loa như thế này. Rất ưu tiên cho những anh em có phong cách mau lẹ nhất trên kênh của mình, có thể để lại tin nhắn dưới phần bình luận hoặc can đeo số điện thoại trên kênh. Xin chân thành cảm ơn.